má muốn mua cái gì? Bà má muốn mua hộp mì. Đúng rồi. Cái đó là cái gì đấy? Cái đó là hộp mì. Đó là bán hộp mì đi. Bao nhiêu tiền đấy? 20 tiền. Bán thật nhiều anh gì? Bán hết luôn. Cái nào? Cái nào? Cái này. Cái này. Ok. Ở cái này nha. Rồi. Nhớ giờ đi nè. Rồi, nhớ rồi. Đi đi. Cảm ơn quý khách. Đi vô điện đi. Mày đi điện.